Vâng, và chào mừng tất cả anh em đã trở lại với kênh YouTube của mình. Như cái chủ đề ngày hôm nay thì mình sẽ làm về Iguana và Úc anh em. Kênh YouTube của mình hầu như là từ cái ngày đầu tiên thì những video của mình ra là đều đa phần là để xoay quanh về gồng Úc rồi. Thế nên cho nên ngày hôm nay thì mình sẽ ưu tiên nói về Iguana trước nha anh em. Và cái video này hôm nay thì sẽ không nói là cái con nào tốt hơn con nào hay là con nào đẹp hơn con nào, mà mình sẽ đưa ra những cảm nghĩ của mình khi mà mình nuôi Iguana lẫn gồng Úc. Trong cái quá trình đó thì mình cảm nhận được cái những thứ nào được gọi là khó khăn và những thứ nào mình cảm thấy là thuận lợi, thì mình sẽ nêu ra hết của cả hai loài trong đây để cho anh em có thể là hiểu hơn về hai loài và rút ra được là mình nên nuôi loài nào thì phù hợp hơn ha anh em. Và đầu tiên đó chính là Iguana. Và khi mà chúng ta nói đến Iguana thì anh em có thể là hình dung ra được là một con rồng Nam Mỹ có một kích thước khá là to lớn, tầm 1m5 cho đến 1m6 trở lên. Với một cái kích thước to lớn như vậy thì thật sự Iguana có khả năng trở thành một kẻ săn mồi mạnh mẽ ngoài tự nhiên. Nhưng chúng lại lựa chọn một con đường riêng cho mình, đó chính là ăn chay trường. Hầu như thì tất cả các loại rau nào mà con người chúng ta ăn được thì tụi Iguana này chúng cũng có khả năng ăn được ha. Thế nên cái vấn đề mà khẩu phần ăn của tụi Iguana này chúng ta cũng không phải quá đau đầu như một số loại khác. Ví dụ như là ở chăn bon thì hầu như là nếu anh em chúng ta không tập thì chúng chỉ có thể ăn được chuột bạch thôi. Còn những loại chó cảnh nó khỏe đẹp thì anh em chúng ta phải mua thức ăn dành riêng cho nó là chủ yếu. Chẳng hạn như là chó bull đi, chúng ta phải thường xuyên bổ sung protein vào khẩu phần ăn của chúng để kích thích cái cơ thể của chúng phát triển thật là khỏe mạnh nhất. Đối với loài Iguana này thì chúng ăn rau là chủ yếu, cho nên anh em chúng ta chỉ cần có thay phiên các loại rau với nhau thôi. Ngày hôm nay ví dụ như anh em chúng ta cho ăn rau lang thì ngày mai anh em cho rau muống, cứ luân phiên như thế. Theo cái khẩu phần hàng ngày thì con Iguana chúng ta sẽ phát triển rất là khỏe mạnh. Nói mà tính ra thì anh em nào mà chúng ta sở hữu một cái khu vườn rau ở tận nhà luôn á thì hầu như là anh em chúng ta không hề tốn bất kỳ chi phí nào về cái khoản ăn uống của tụi Igu này ha anh em. Vào những ngày cuối năm như là tháng 10, tháng 11, tháng 12 thì đây là những cái ngày mà giao phối của Iguana. Thì cứ vào thời kỳ này thì Iguana chúng ta đang động dục và chúng đang rất là máu chó trong cái thời kỳ này. Chỉ cần anh em nào mà chúng ta sơ sẩy một tí thôi thì sẽ để lại rất là nhiều cái dấu răng trên bàn tay của chúng ta đó nha anh em. Thật ra thì cái tên gọi gồng Úc là khi mà mình làm YouTube á, thì mình nói cho nó bớt thôi đi một tí anh em, chứ thường thường thì mình sẽ gọi nó là BD. Chơi BD không? Gọi như vậy á, là vì cái loài này nó có tên tiếng Anh đó chính là Bearded Dragon, hay còn được biết đến đó chính là gồng Úc, gồng râu. Thì cái loài này á, thì anh em nào xem kênh YouTube của mình thì cũng đã biết rồi đó. Thì mình làm rất là nhiều cái video về những cái bé gồng Úc này. Bởi vì hiện nay á, thì những cái bé gồng Úc này là đang là trực tiếp mình nuôi luôn. Còn những Iguana thì thật sự thì ra thì mình đã gửi về cho gia đình của mình nuôi hết rồi, chứ mình không còn nuôi Iguana trực tiếp nữa. Và cái loài gồng Úc này á, thì cái kích thước của nó sẽ massai á, nó sẽ không có to lớn như Iguana. Thì cái kích thước massai của con gồng Úc á, nó chỉ có thể đạt đến là 40 mấy đến 50 mấy cm đổ lại thôi. Chính vì cái kích thước khá là nhỏ bé như thế cho nên ở ngoài tự nhiên thì cái loài gồng Úc này chúng nó ăn tạp. Chúng nó ăn rất là nhiều những loại côn trùng nhỏ, chẳng hạn như là gián rubia nè, dế cơm hay là bất kỳ những con mồi côn trùng nào nhỏ và vừa miệng chúng có thể ăn được. Đôi khi mình thấy là có một số anh em cho ăn cả chuột và cái chép mồi nữa. Nhưng bản thân mình thì hiện tại mình chỉ cho nó ăn côn trùng thôi. Ngoài những cái loại mồi kể trên thì gồng Úc nó cũng có thể ăn được cả rau củ quả y như là Iguana ha anh em. Giống như là Iguana chỉ ăn thuần chay thì gồng Úc chúng nó ăn tạp. Chúng nó có thể ăn được cả thịt của động vật và chúng cũng có thể ăn chay. Khi mà chúng còn nhỏ thì chúng hầu như là chúng ăn thịt là nhiều, vì thế cho nên chúng lớn khá là nhanh. Anh em chúng ta nuôi một cái con mà từ size baby cho đến cái size trưởng thành, quá lắm anh em chúng ta chỉ cần tốn một năm mấy tháng thôi thì chúng đã có thể đạt kích thước max size rồi. Chính vì con gồng Úc nó lớn nhanh như thế cho nên thì cái tuổi thọ của nó cũng sẽ không có cao như là iguana. Iguana anh em chúng ta khi mà nuôi á, nếu như mà tận tâm mà chăm sóc, có khả năng là nó có thể sống được 7-8 năm cho đến 10 năm trở lên. Nhưng đối với con út thì hầu như thực tế mình chỉ thấy được là chúng nó chỉ có thể sống được từ 3 đến 4 năm. Ở cái tuổi gồng út này có một cái sự khác biệt khá là lớn so với iguana, đó chính là iguana nó có thể tự gụng đuôi khi mà nó cảm thấy được là nó gặp nguy hiểm ha anh em. Còn đối với tuổi này á, thì nó sẽ không có gụng đuôi như là iguana. Những cái con mà gồng út mà anh em thấy mà giao bán trên mạng, mà những cái con mà bị lỗi đuôi á, chắc chắn 100% là cái đuôi nó sẽ không mọc lại được nha anh em. Về tính cách á, thì gồng út nó khá là dễ chịu hơn với iguana, cho nên anh em nào mà chúng ta muốn đem đi giao lưu với tất cả những người mà họ đang sợ bò sát, hay là đơn giản hơn là nhà anh em chúng ta có con nhỏ hoặc là những đứa em nhỏ mà từ độ tuổi mà thiếu nhi á, thì những bé này sẽ có cái bản tính tò mò của chúng là chúng sẽ chọc phá những con vật. Và cái điều này á, thì anh em chúng ta phải thật sự là cân nhắc kỹ. Bởi vì cái điều đầu tiên là làm thế nào mà khi anh em chúng ta nuôi những con bé như thế này mà không làm ảnh hưởng đến người khác được. Và cái thứ hai nữa là bảo đảm được cái sức khỏe của con bé chúng ta. Ví dụ đơn giản như thế này đi ha. Đối với gồng út tính tình của nó khá là hiền rồi, cho nên trẻ em chọc nó thì cũng không có sao. Nhưng mà đối với một con iguana đi, thì trẻ em mà chọc nó, nếu như con iguana nhẹ nhất thì nó sẽ hoảng sợ và nó tự gụng đuôi. Còn cái trường hợp mà nặng hơn nữa thì con iguana đó có thể là tấn công ngược lại cái đứa em của chúng ta và sẽ để lại một vết thương khá là lớn anh em. Thế nên cái vấn đề này anh em chúng ta phải là thật sự là quan tâm đến nó. Gà này nếu anh em nào mà chúng ta sợ một cái mùi hôi đặc trưng ở trong nhà mà anh em chúng ta muốn nuôi từ ở ngoài trời luôn ngay từ khi mà con gồng nó còn nhỏ, thì tốt nhất anh em chúng ta nên nuôi iguana. Bởi vì iguana thì cái kích thước má size của nó khá là to lớn, cho nên cái sức khỏe của nó cũng sẽ ổn định hơn so với gồng út. Như mình nói đó, ở miền Nam thì khí hậu của nó khá là ổn định, nó khá là nóng đi. Thế cho nên anh em chúng ta không có cần phải lo quá nhiều về cái nhiệt độ mà an toàn cho các bé iguana. Bởi vì cái điều đáng quan tâm đó chính là kích thước má size của nó khá là khủng, cho nên anh em chúng ta mà trưng trong nhà thì thật sự nó khá là chật chội. Kể đến việc là mỗi buổi sáng anh em chúng ta phải vác một con iguana nặng 6-7 kg, size từ 1m5-1m6 trở lên, vác nó ra tới lui để phơi nắng hết. Đặc biệt là những cái mùa giao phối đi, chúng ta phải để nó trong lòng luôn, chứ đâu có dám mà cầm cái tay bắt nó ra ngoài phơi nắng đâu. Thì phải đẩy cái lồng của nó làm thế nào đó từ trong nhà rồi ra ngoài sân để phơi nắng. Hoặc nếu mà là biến hơn nữa thì chúng ta lại xài đèn UVA, UVB nhân tạo. Thì cái đèn này nói chung thì nó cũng như là thay thế năng lượng mặt trời thôi. Anh em chúng ta không nên quá lạm dụng vào nó. Cái tốt nhất vẫn là ánh nắng mặt trời. Tổng quan lại thì nếu như có sân vườn đủ rộng thì tốt nhất chúng ta có thể nuôi được iguana. Nếu như anh em thích, thật sự đây là lời khuyên của mình, hãy nuôi iguana khi mà anh em chúng ta có một cái khu vườn đủ rộng cho nó. Còn về con gồng út thì sao? Còn về con út nó sẽ như thế này đây. Nếu như mà anh em nào mà chúng ta yêu thích cái sự nhỏ gọn hơn và một cái tính tình được gọi là ổn định hơn, có thể là đem đi giao lưu ở khắp nơi, thì chúng ta tốt nhất là chúng ta nên chọn gồng út. Bởi vì không như iguana, gồng út không có cái mùa được gọi là mùa giao phối, là tháng 10, tháng 11, tháng 12. Vả lại thì cái ngoại hình của nó cũng khá là nhỏ gọn, cho nên anh em chúng ta có thể là trưng trong nhà ở một góc nào đó, thì giống như là anh em chúng ta nuôi cá thủy sinh vậy đó. Thì ở đây thì anh em chúng ta nuôi gồng út, mình thấy là cứ tới độ tuổi mà đủ của nó là nó sẽ tự động nó phối thôi. Nó phối quanh năm luôn chứ nó không có cần phải là tới mùa như iguana. Và cái tính tình của nó thì không có hung hăng như là iguana nữa. Cho nên thì đem con bé này đi giao lưu với bạn bè của chúng ta thì thật sự nó sẽ phù hợp hơn so với iguana. Và còn cái điều nữa là ngoài ra là mà anh em nào mà chúng ta nuôi iguana thì không nhất thiết là phải đợi iguana nó cắn anh em mới để lại thẹo ha. Bởi vì đôi khi mà anh em chúng ta cầm nắm nó mà nó cảm giác mà nó sắp bị gớt xuống, nó sẽ bú cái tay của nó vào cái tay của anh em. Thì với một kích thước to lớn như thế thì anh em biết được là nó bấu lại, thì anh em biết cái tay của anh em mà tay không thì nó như thế nào rồi đó. Nói trong cái video này thật sự thì nó hơi dịm của iguana một tí, nhưng mà đây là sự thật. Anh em nào mà chúng ta trước khi nuôi một trong hai loài thì anh em chúng ta nên biết cái loại điều này. Tao ký luật bàn 232 em. và chúc cho anh em sớm tìm được một con pet phù hợp với mình ha anh em. Hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Nhớ ở lại cái kênh để ủng hộ mình nha.